Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị một mẫu sản phẩm nữa là một bức hoành phi bằng gỗ hương đá. Bức hoành phi này được dát vàng ta, tức là vàng của mình theo như yêu cầu của khách, và được biết đây cũng là một đại gia ăn chơi có tiếng của đất Thái Bình đã đặt cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành là dát toàn bộ vàng ta, dát chữ và dát xung quanh, dát cả phần phụ đề. Thì dát vàng ta một bức hoành phi như này nó sẽ tốn rất là nhiều tiền, chỉ có những đại gia mới dám chơi. Và chúng tôi cũng báo luôn kích thước của bức hoành phi siêu to này, kích thước là dài 2m37 và chiều rộng là 87, và chất liệu gỗ hương đá, ván là ván dày 2 phân, chạm 4 chữ là Ẩm Hà Tư Nguyên, đọc từ bên phải sang. Thì phần phụ đề chúng tôi đã ghi vào góc rồi, làm theo đúng như đơn đặt hàng của anh. Thường thì chúng tôi làm phụ đề phía dưới của từng chữ, nhưng mà mỗi khách thì họ lại yêu cầu khác nhau, nên chúng tôi sẽ nhận đặt theo yêu cầu của khách. Toàn bộ bức hoành phi này là được dát vàng ta 100%. Đây là chúng tôi quay trời sáng, nếu như mình treo vào trời tối thì chữ dát vàng ta thì nó sẽ phát quang rất là sáng. Một lát nữa thì chúng tôi sẽ quay clip đôi cầu đối sau. Tôi quay bức hoành phi trước. Đôi cầu đối dài 3 mét. Nhà thờ của anh là rất là to. Dát vàng ta nhiều như này thì chỉ có những đại gia mới dám chơi thôi. Lát nữa thì tôi sẽ quay bức cầu đối sau. Vâng, và quý vị đang chiêm ngưỡng, đây là đôi cầu đối lòng mo gỗ hương đá. Đôi cầu đối lòng mo này cũng được dát toàn bộ bằng vàng ta theo như yêu cầu của anh. Toàn bộ đồ thờ của anh lắp vào nhà thờ là toàn bộ được dát bằng vàng ta, nên giá trị nó đẩy lên rất là cao. Hai bức cầu đối này dịch nghĩa là một bên là Đức Thừa Tiên Tổ Thiên Nhiên Thịnh, một bên là Phúc Ấm Nhi Tôn Bách Thế Vinh. Làm theo như yêu cầu của anh thì phần phụ đề chúng tôi sẽ dịch xuống phía dưới, còn toàn bộ phần dưới phần chữ là chúng tôi sẽ để trơn, không chặt gấm, và đi xung quanh là rèm hoa lá tây và chặt gấm hoa chanh. Toàn bộ nền phần giữa là chúng tôi để trơn, và bên trên chúng tôi đục rơi phúc, phía dưới đục lãng hoa. Và đây là bức đại tự 4 chữ thì chúng tôi lại đi bằng chữ đen, và nền là nền vàng. Của anh đặt một đôi câu đối nữa là cũng là kích thước 3 mét, cũng là chữ nho khác, không giống với phổ thông bình thường. Còn mẫu là giống nhau, mẫu hai đôi này là giống nhau. Nền là nền trơn, chữ được thép vàng ta. Thép vàng ta thì khi vào trong nhà thì chữ nó rất là phát quang các bạn ạ. Đôi cầu đối này một bên dịch là cây trung nghìn nhánh sinh từ gốc, một bên là nước chảy vạn dòng phát tại nguồn. Toàn bộ chữ nho là chữ của bên anh đưa ra, thì chúng tôi đã làm theo đúng như yêu cầu. Kích thước cầu đối là 3 mét và chúng tôi làm rộng 30, dày dày 5 phân. Và đây là chiếc ngai thờ của anh đây. Ngai thờ một thước bằng gỗ mita. Thì quý vị có thể chiêm ngưỡng được, toàn bộ là chúng tôi dát bằng vàng ta. Thì quý vị nào có thể đặt thép vàng Đài Loan thì chúng tôi sẽ thép vàng Đài Loan. Thép vàng Đài Loan nó sẽ rẻ hơn. Đây, chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa đây. Đôi cầu đối bức hoành phi ngai thờ và những bài vị. Đây, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng cầu đối siêu to khổng lồ đây, dài 3 mét. Cầu đối lòng mo rộng 30, dày 5 phân. Và bức hoành phi là dài 2m4, rộng 87, ván dày 2 phân, cũng là gỗ hương đá. Đôi cầu đối này có khác với bình thường là chúng tôi để nền trơn. Và bộ đồ thờ của anh rất là giá trị, nó sẽ lên tới vài trăm triệu, là vì đây là bộ thép bằng vàng ta.
Để chúng tôi quay sát lại cho quý vị chiêm ngưỡng lại một lần nữa. Làm vàng ta rất khó hơn rất nhiều so với làm vàng Đài Loan. Nó yêu cầu những người nghệ nhân là tỉ mỉ đến từng công đoạn. Không thì nó sẽ làm vàng nó rạn nứt ra. Vì làm vàng ta rất là khó. Thì chúng tôi cũng nhận là trùng tu đình chùa miếu mạo, tượng thờ, ngựa thờ cũng như đền thờ, tất cả các đồ thờ bằng gỗ hoặc bằng đồng chúng tôi có nhận trùng tu. Thì quý vị hãy liên hệ tới hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Quý vị hãy liên hệ theo hai số đấy, đều có Zalo 0986 883349. Thì chúng tôi sẽ tư vấn báo giá. Vì nếu làm vàng ta là thể tính theo giá vàng như thời điểm hiện tại. Thì quý vị ấy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.